Bí mật của niềm kiêu hãnh. Ông Trần Cố đỗ trạng nguyên khoa thi Bính Dần năm 1266, đời vua Trần Thánh Tông. Ngay từ nhỏ, ông đã đề cao việc tự học. Khi làm thầy giáo, mỗi lần lên lớp, ông càng hiểu rằng đa số học trò chỉ có thói quen đọc thuộc các cuốn sách chứ không chịu suy nghĩ. Chúng học thuộc lòng rất nhanh nhưng lại rất thụ động, không hề có ý kiến gì khác ngoài những điều đã viết trong đó. Trong một tiết trả bài, một học trò nhanh nhẩu đứng lên nói: "Thưa thầy, Lão Tử, Trang Tử nói rằng..." Thầy Trần Cố lắc đầu: "Các trò thấy đấy, Lão Tử nói thế nào, Trang Tử nói thế nào thì ta cũng nhớ, các trò cũng nhớ rồi. Điều ta muốn hỏi là ý kiến riêng của các trò kia." Cậu học trò lúng túng: "Dạ, trò không có ý kiến riêng ạ." "Điều quan trọng là ý kiến riêng của các trò thế nào. Còn nhắc lại lời trong sách thì chỉ cần đọc qua một lần là ai cũng có thể nhắc lại được. Ta muốn các trò phải tự tin đưa ra ý kiến riêng của mình." Thầy Trần Cố đưa mắt nhìn cả lớp, cuối cùng cũng có một học trò rụt rè đứng dậy: "Thưa thầy, trò nghĩ là..." "Nhưng trò sợ sai không dám nói ạ." Thầy Trần Cố lại động viên cậu bé: "Trò cứ nói đi. Khi đọc sách, đầu tiên mình phải hiểu và có ý kiến riêng của mình đã. Dù ý kiến đó đúng hay sai thì trò phải nói ra. Khi đó mọi người sẽ cùng tranh luận và ta sẽ cùng giúp trò biết được ý kiến đó đúng hay sai. Trò cứ nói đi." Bằng cách khuyến khích học trò tự tin nói lên ý kiến của mình dù đúng hay sai, thầy Trần Cố đã luyện cho học trò học được cách suy nghĩ của riêng mình. Năm Bính Dần 1266, niên hiệu Thiện Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông, triều đình mở khoa thi, Trần Cố lên kinh ứng thí và đỗ kinh trạng nguyên. Đối với ông, muốn học giỏi thì phải có niềm kiêu hãnh về dân tộc mình. Trong suốt cuộc đời làm quan, đi đến đâu trạng nguyên Trần Cố cũng khích lệ, kêu gọi dân chúng ý thức được niềm kiêu hãnh của chính họ. Niềm kiêu hãnh mà các bậc hiền nhân cũng như trời đất đã dày công hun đúc cho mỗi con người Đại Việt.